Hey, xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ quan sát những con bạch tuộc nha các bạn. Bạch tuộc sống nè. Chúng ta sẽ coi bạch tuộc hai con mắt của nó nè. Đó, đây mình thấy con mắt nó đang làm gì các bạn. Những cái xúc tu của nó bám vào cái vách tường. Nó bò nó đi ha. Đó, những con bên đây nó đang làm gì. Wow. Xúc tu dài chưa? Những con bên trong kia nó đang làm gì? Nó đang âu yếm nhau, hỏi thăm sức khỏe. Đang nói những lời từ biệt sau cùng để chuẩn bị vào nồi lẩu nha anh em. Rồi, rất là nhiều luôn. Cái bụng của nó, cái đít nha. Cái này là cái đít hay là cái đầu. Đây là cái bụng thôi. Đây là cái bụng thôi. Ui giời ơi, bạch tuộc con, bạch tuộc cha. Thưa các loại bạch tuộc. Ngủ ngoài cho mát thôi. Đây ốc kèn.